Nvidia có một cái app cực hay mà bây giờ mình mới biết. Nếu các bạn cũng muốn như mình biết nhiều chức năng hơn của nó thì hãy xem cùng mình đến hết video này nhé. Ứng dụng hôm nay mình muốn giới thiệu đến với mọi người là Nvidia Podcast, là một ứng dụng dùng để chủ yếu phục vụ cho việc livestream và quay video, nhưng mà nó có rất là nhiều những cái tính năng hữu ích mà mọi người cần biết. Như mọi người thấy, để mà hiểu rõ hơn thì mình sẽ tạm dịch trang này sang tiếng Việt. Đây là cái phần mềm giúp chúng ta biến mọi căn phòng thành studio tại gia, nâng tầm cái phát trực tiếp và trò chuyện bằng giọng nói cũng như là các cái cuộc gọi video của bạn, vì nó được tăng cường bởi AI. Và phiên bản này đang có là 1.4.0.39 nhưng mà hiện tại rất là tốt rồi. Cả ở đây mình dùng là Nvidia RTX 2060 Super. Thì ở trong cái video mà 15 ngày mình dùng máy tính mới mình cũng đã đề cập đến nó rồi. Hôm nay mình cũng sẽ lại sử dụng một phần mềm chính thống của Nvidia và test thử hiệu năng của con card này xem nó hoạt động ra sao. Như mọi người biết thì khi mà chúng ta phát trực tiếp ý, nếu không có phông xanh hoặc là một số cái công nghệ khử ồn ở trong phần mềm OBS, như mọi người thấy đây, rất khó để mà có thể khử noise hoặc là khử một số thứ mà chúng ta cần thiết. Nhưng nếu sử dụng ứng dụng này, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta xóa phông, xóa nền, làm cho âm thanh khử những cái âm thanh môi trường khá là tốt. Mình sẽ thử nghiệm và test trong phần sau của video với OBS Studio. Hãy trải nghiệm những gì ứng dụng podcast có thể mang lại bằng hiệu suất đáng kinh ngạc của GPU Nvidia RTX. Đầu tiên, nó sẽ có chức năng là loại bỏ tiếng ồn và tiếng vang, tiếng gõ bàn phím lớn này, tiếng ồn của micro gây khó chịu hoặc là quạt PC, tiếng vang này hoặc là tiếng vang ở trong một cái căn phòng, thì nó sẽ sử dụng AI để loại bỏ tiếng ồn không mong muốn chỉ bằng một nút bấm, phát trực tiếp hoặc là tham gia cuộc họp từ xa mà không cần lo lắng để tìm một nơi yên tĩnh hoặc tiếng người chơi trong môi trường ồn ào, giúp nó dễ hiểu hơn. Nói chung là mọi người muốn nghe thử bản demo của họ thì mọi người có thể vào đây, mình thì mình không chỉ giới thiệu qua thôi. Ngoài ra thì mọi người có thể tạo ra các cái phông nền ảo kiểu này, xóa phông, hoặc là nó sẽ tự động đi theo cái khuôn mặt gọi là follow follow hay checking nhỉ, follow đi, theo dõi chuyển động của bạn theo thời gian thực với auto frame, tự động cắt thu phóng để bạn là ngôi sao của chương trình, ngay cả khi bạn di chuyển xung quanh thì nó vẫn sẽ cố gắng để mặt của bạn vào trung tâm kiểu kiểu vậy. Tiếp theo là loại bỏ noise ở trên video, cái này thì dịch sang tiếng Việt nó không chuẩn, đây, video noise removal. Đây nó cũng có gọi là test thử cũng như là cho chúng ta xem cái chức năng của cái tính năng này, mọi người có thể nhìn xem. Tiếp theo là giao tiếp bằng mắt, cái này nó tập trung vào việc cái mắt của mình tạo ra cảm giác đang nhìn trực tiếp vào máy ảnh, nhưng mà đây chỉ là phiên bản thử nghiệm thôi, không phải là phiên bản chính thức, tức là còn phải 1-2 năm nữa để công nghệ phát triển hơn. Việc ứng dụng này thì nó hoạt động với tất cả các cái ứng dụng bạn yêu thích, về ví dụ như quay màn hình, chỉ việc tải xuống, chọn thiết bị hiệu ứng rồi đưa nó vào cái phần mềm phát trực tiếp của bạn hay là một cái phần mềm bạn dùng để gọi video call, hãy chọn các cái driver thích hợp cũng như là thiết bị thích hợp để nó có thể áp dụng hiệu ứng vào. Khi mọi người kéo xuống cuối cùng thì ở đây có phần tải xuống cho cái ứng dụng Nvidia Podcast, mọi người có thể tìm hiểu thêm ở đây. Ngoài ra thì cái ứng dụng này cũng có một chút về yêu cầu hệ thống, ví dụ như là RTX bao nhiêu này, hoặc là cái card bao nhiêu, và RAM thì nó đòi hỏi là từ 8 GB trở lên, tức nghĩa là nó hoạt động khá là nhiều mà nên cần nhiều RAM để xử lý. Điều này cũng đúng hơn, bởi vì thời đại hiện nay bây giờ thay vì 8 thì nhiều người còn 16 GB thì mới là gọi là mức chuẩn để sử dụng máy tính nữa rồi. Intel Core i5 đời thứ 8 trở lên, còn AMD Ryzen thì đời 5 trở lên thì phải. Ngoài ra thì cũng có một vài cái Nvidia driver mà bạn cần chú ý, ví dụ như là bản 526.98, mà dưới bản này thì chắc là không dùng được. Và cái ứng dụng này thì cần phải kết nối trong quá trình cài đặt, đó là những điều mà mọi người cần lưu ý một chút khi mà sử dụng cái ứng dụng này. Trên đó thì là phần mình review qua về cái ứng dụng của Nvidia, và bây giờ mình sẽ đi vào phần test thử xem nó như thế nào. Để mà test thử được thì mình sẽ phải tắt tạm cái camera này đi, bởi vì nó khi mà sử dụng thì nó cần cái camera mà. Nói chung là chỉ cùng một thời điểm thì chỉ có một ứng dụng có thể sử dụng camera thôi. Nên mình sẽ tắt nó đi và mình sẽ vào lại ứng dụng này. Đây là ứng dụng Nvidia Podcast mà mình đã giới thiệu ở trên. Đầu tiên thì nó sẽ có 3 mục. Một là dành cho microphone, hai là dành cho loa ngoài để phát âm thanh. Và một thứ ba nữa là cái tính năng dành cho việc camera, chỉnh sửa hình ảnh kiểu này này. Trước đó mình sẽ đi vào cái phần microphone này hả? Như mọi người biết thì giống như đề cập ở trên, nó sẽ giúp chúng ta khử âm thanh môi trường này, khử vang các thứ ở đây. Đầu tiên mọi người sẽ phải chọn cái nguồn mic của mình. Mình sẽ chọn cái mic của mình là cái này là 108 web camera, là mic của cái camera, nhưng mà nó khá là đều. Mình tốt nhất là mình cũng không chọn default, mình sẽ chọn thẳng cái mic của mình. Microphone 4 tone map MG1. Ok. Sau khi chọn xong thì mọi người có thể chọn hiệu ứng ở đây. Ở đây thì nó chỉ có hai hiệu ứng thôi nên không gọi là chọn nhiều gì cả. Một cái là khử noise về cái môi trường, hai là khử tiếng vang room echo removal, và ở dưới là cái cường độ mà mọi người muốn khử là nó sẽ đi bao nhiêu. Giả dụ mình chỉ khử một nửa thôi. Và để sử dụng được cái này, mọi người sẽ cần chọn mic và thiết bị sử dụng ở đây. Đây mình đang có một cái mic không dùng đến, đó là cái đầu 2. Ở đây mình sẽ chọn vào phần property và chọn thiết bị. Sau khi mà mình mở cái ứng dụng Nvidia Podcast lên hoặc là ứng dụng này nó đang chạy ở dưới nền thì mặc định mình sẽ có một cái microphone mới. Ngoài hai microphone
được cắm vào của máy tính, một cái là của camera này, một cái là cái mic mình cắm vào, thì nó sẽ còn thêm một cái thiết bị nữa, đó là microphone Nvidia podcast. Nó được tạo được có được từ cái phần mềm này tạo ra. Sau khi mọi người chọn microphone Nvidia podcast xong rồi, mọi người nhấn ok thôi. Và mọi người chú ý cho mình thêm một chút là cái mic audio 2 này mình không hề sử dụng một cái filter nào ở đây, không có một bộ lọc nào. Cái mic ở trên mình đang nói chuyện với mọi người thì đã có sử dụng bộ lọc nên mình không muốn thử nghiệm ở đây. Và bây giờ mình sẽ mở cái này lên và tắt cái mic hiện tại đi nhé. Như mọi người thấy, đây là cái giọng nói, cái âm thanh của mình khi mà sử dụng cái Nvidia podcast để khử noise và khử vang. Không biết là cái âm thanh này so với cái mic 1 của mình nó ra sao, cái này phải tùy mọi người cảm nhận thôi. Và trong khi chỉnh sửa thì mình sẽ không áp dụng những cái hiệu ứng mà mình sẽ chỉ tăng âm lượng để nghe có thể mức to và rõ ràng, giúp cho mọi người cảm nhận cái tính năng này một cách thực tế nhất mà không bị các hiệu ứng khác lẫn vào. Mọi người thì thấy sao? Đây thì mình mới đang chỉ sử dụng là nửa cái phần khử. Bây giờ mình sẽ không dùng khử nữa thì mọi người sẽ biết được cái hiệu ứng này nó sẽ tốt đến như thế nào. Mình sẽ thử không nói xem cái đấy, mình không nói thì nó vẫn có noise, nhưng lúc nãy là mình đã kéo một nửa rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ cho nó khử noise hết cỡ luôn. Vậy trong này trường hợp gì sẽ xảy ra? Mình sẽ lại im lặng. Thì như mọi người thấy đấy, nó không giống như cái trường hợp chỉ khử một nửa nữa. Sau khi mình đã kéo hết, tức nghĩa là cho nó khử tối đa, thì việc im lặng bây giờ nó đã không còn noise nữa. Mà khi nói thì chúng ta sẽ được nó thu tiếng ở trong mic. Chất lượng âm thanh thì nó có thay đổi gì so với cái phần mic 1 hay không thì chỉ có mọi người đang xem video mới có thể cảm nhận được. Còn mình ở đây mình dùng mic này, mình không dùng cái tai nghe kiểm âm nên mình cũng sẽ không nghe được cái âm thanh hiện tại khi mà quay video. Vậy là phần demo về việc microphone đến đây của mình sẽ kết thúc và mình sẽ bắt đầu chuyển sang phần camera. Mình sẽ quay trở lại mic cũ để mọi người có thể dễ nghe hơn cái phần âm thanh này nhé. Về phần camera này thì mình không thể nào mà thử nghiệm được cho mọi người. À quên, phần speaker, bởi vì đây là thiết bị loa ngoài. Cái này mình cũng có thể sử dụng OBS về việc sử dụng một cái âm thanh từ Windows, nhưng mà không có một cái âm thanh nào để mình không, thật ra mình không có muốn tìm cái âm thanh để test thử. Nên cái phần này thì mọi người tự sử dụng cũng như là có thể nghe cái demo ở đây. Về phần hay nhất ở đây là camera thì mình sẽ phải tắt cái camera này đi và mở cái phần camera này lên. Đấy, ở đây thì có rồi. Và để mà cái phần này được trực quan nhất thì mình sẽ tạo một cái camera cũng giống như việc mình sử dụng audio ở trên phần mềm Nvidia podcast ấy. Cái này mình sẽ có là Nvidia camera. Rồi, sau khi nhấn ok thì thay vì chọn cái camera mặc định của máy tính khi mà kết nối, mình cũng sẽ không chọn cái OBS Visual nữa. Và cũng giống như đường tiếng, đường âm thanh, ở đây nó cũng sẽ có một thiết bị từ camera Nvidia podcast, mọi người sẽ chọn nó thì nó sẽ bắt đầu hiện hình ra đây. Xong sau đó thì mọi người sẽ chọn vào đây cũng được này. Mình sẽ hủy kích hoạt khi mà cái camera này nó không hiển thị, mọi người có thể hiểu vậy, giúp cho chúng ta cũng giảm phần nào cái hiệu suất khi mà sử dụng tính năng. Ở đây thì nó sẽ cho mọi người, một là để default, hai là mọi người sẽ custom tùy chọn cái độ phân giải ở đây. Ở đây nó có độ phân giải đến tận 4K, nhưng mà khi chọn 4K nó không có hình, bởi vì ở đây cái camera này của mình chỉ hỗ trợ đến độ phân giải là 1920x1080. Sau khi mọi người chọn xong thì chả có hình ngay, bởi vì cái độ phân giải này phù hợp với cái độ phân giải mà webcam hỗ trợ. Tiếp theo là phần FPS. Ở đây thì nó có hỗ trợ đến việc là 60, nhưng mà thường thì mình không để 60, mình chỉ để khoảng 30 thôi. Hoặc mọi người cũng có thể để thử cái tính năng là 2Hz FPS. Cái này là để FPS giống với đầu ra. Còn những cái ở dưới thì mọi người có thể tìm hiểu thêm. Còn việc 2Hz FPS này tức nghĩa là để FPS được cao nhất, tối ưu nhất, tùy vào OBS nó lựa chọn. Định dạng video thì mình cứ để mặc định, color cũng mặc định luôn. Mấy cái dưới thì mình không chỉnh thêm, mình sẽ để mặc định hết. Và đây là thành quả của mình sau khi mà mình sử dụng ứng dụng Nvidia podcast. Mọi người có thể tìm hiểu thêm về phần mềm này. Đấy, như mọi người thấy mình đang dùng một cái camera có thể gọi là xóa mờ phông, xóa phông chẳng hạn, đúng không? Để mà dễ nhìn hơn thì mình sẽ kéo cái phần này xuống, kéo cái phần này xuống để mọi người biết được là cái màn hình mình đang thực hiện những cái điều gì. Thì sau khi mình dùng phần mềm xong, hiện tại khi mà mới vào cái ứng dụng Nvidia podcast ấy, cũng giống như bên đường âm thanh
mình sẽ có chỗ để chọn. OBS thì không có rồi thì mình sẽ chọn cái đầu tiên thôi, 1080p web camera. Xong sau đó mọi người sẽ được chọn độ phân giải mà camera nó đang hỗ trợ. Ở đây thì nó sẽ hỗ trợ từ 360 này, 480, 720 rồi đến 1920, 1080 là độ phân giải cao nhất của cam này. Mọi người chọn nó. Thì xong phần đầu vào nó sẽ hiện ra cái camera, cái hình ảnh như mọi người nhìn thấy ở trên màn hình. Ở dưới thì nó sẽ có một cái phần nữa. Ở đây cũng không hơi khác so với bên âm thanh một chút là mọi người có thể thêm nhiều hiệu ứng khác nhau. Ví dụ như là ở đây đã có xóa nền rồi thì nó cũng không sẽ cho xóa background nữa mà chỉ có một số tính năng như là cửa noise này, về air contrast này hoặc là auto frame. Cái auto frame này thì chỉ mọi người cần zoom thêm, nhưng mà ở đây nói chung là khi mà sử dụng trên hai hiệu ứng nó sẽ có một vài cái nó hạn chế, thế nên tốt nhất là mình sẽ sử dụng một hiệu ứng thôi. Đầu tiên thì như mọi người thấy đó là background blur làm mờ cái nền. Đây là hiệu ứng đầu tiên. Và ở dưới này nó sẽ cũng có hai thông số. Một là bật tắt này. Đấy, bật tắt thì mọi người có thể nhìn thấy rõ được hơn cái hiệu ứng này ở trong phần mềm. Mình cũng không rõ là cái phần hiện tại nó đã gọi là ổn chưa. Mình sẽ cho lên thêm này để mọi người có thể nhìn rõ hơn một chút, đúng không? Rồi. Đây là bật tắt này. Đây là nền thực tế này. Sau khi làm mờ này. Còn đây là cường độ. Đây chưa phải là cường độ tối đa. Đây mới là cường độ tối đa này. Nó sẽ mờ không nhìn thấy gì luôn, chỉ có nhìn được cái ánh sáng thôi. Nhưng mà để thế này thì cường độ cao quá nó cũng không được đẹp, nên thôi cứ về mặc định của nó là tầm khoảng này này, tầm khoảng thế này đấy. Và dưới có hai tùy chọn, một là dành cho hiệu suất, hai là dành cho chất lượng. Mọi người hiểu là khi mình chọn cái chế độ hiệu suất này này thì nó sẽ ưu tiên là sử dụng có khử nền nhưng mà không đạt được chất lượng nét tối đa, chất lượng khử mờ tốt nhất, mà nó sẽ chỉ tập trung cho ưu tiên phần hiệu suất khi mà giả dụ đang chơi game chẳng hạn. Còn nếu mọi người muốn nó khử một cách tốt nhất, đầy đủ các cái chi tiết thì mọi người có thể chọn phần quality là chất lượng để nó ưu tiên chất lượng hơn. Nhưng mà khi chọn chất lượng này có thể cái hiệu suất của nó sẽ hoạt động gọi là nhiều hơn, có thể phần nào ảnh hưởng đến những cái ứng dụng khác. Mình thì chưa sử dụng nhiều, đấy chỉ là phần gọi là cảnh báo cho mọi người thôi. Ở dưới khung preview camera có hai chức năng, một là chúng ta selfie là chúng ta chụp ảnh, hai là chúng ta đổi thành giống như kiểu cái camera sau giống như ở trên điện thoại, nhưng mình chỉ có một camera nên không thể sử dụng tính năng này. Vậy là mình đã đi qua phần tính năng làm mờ rồi, tiếp theo là về phần thay đổi phông nền của background. Cái này như mọi người biết, để preview được tốt nhất mình sẽ chọn quality, mình sẽ không sử dụng performance. Ở đây mọi người có thể chọn bừa một cái ảnh nào đó để mà preview, nói chung là thay thế, không để cái nền thực nữa, mình sẽ để một cái nền ảo. Và ví dụ như là cái thumbnail mình mới làm hôm qua thì phải. Đây, mình sẽ open nó ra. Và đây là cái khuôn mặt của mình cũng như background của mình sau khi đã khử nền. Cái phần này thì đơn giản là chỉ là thay thế thôi, không có cái gì cả. Cái tắt đi thì nó sẽ thế này, bật lên thì nó sẽ thay thế cho chúng ta. Nhưng mà vì mọi người nhìn thấy đấy, ở đây cái ánh sáng của mình nó không được chất lượng tối đa, nên khi khử nền này, mọi người nhìn thấy không? Một bên trắng xóa, một bên thì đen. Là do cái ánh sáng mình setup chưa được đầy đủ, chưa phải là điều kiện tốt nhất, nên việc khử nền nó sẽ có lỗi vấn đề. Hoặc cũng có thể là do đây là RTX 2060, nó sẽ có những cái công nghệ nó chưa được mới thì nó chưa đủ cái tầm. Lúc nào mà mình có đủ 3 chấm gì đấy, mình sẽ lại lên cái đời RTX mới rồi test thử lại cho anh em sau. Đó là về phần background, thay thế background. Cái phần mọi người thích nhất chắc là cái phần này, đó là mình sẽ remove cái nền đằng sau đi. Giống như kiểu là bây giờ khi mà khử nền thường thường chúng ta phải có một cái phông xanh đằng sau này, đúng không? Thay vì bây giờ phông xanh đằng sau mọi người dùng thẳng cái phần mềm này nhanh gọn, nhưng mà chúng ta phải hy sinh đi một chút về cái hiệu suất cũng như là hiệu năng của máy tính. Lúc này thì không cần phông nền nữa, không cần phải treo gì nữa mà chỉ phải ngồi nói thôi. Nhưng mà nếu mà mọi người có thể setup một cái ánh sáng tốt thì nó vẫn hơn, bởi vì như mọi người thấy đấy, ánh sáng nó rất ảnh hưởng rất nhiều trong việc quá trình nó xóa nền. Đây, khi mà tay mình ra khỏi cái vùng người cái nó sẽ không thể xóa được một cách chính xác nhất có thể. Và mọi người nhìn thấy một vùng màu này, một vùng màu kia. Còn khi mà mình để tay lại vào ở trên ngực mình thì cái việc nó hiện những cái hình ảnh chi tiết nó lại rõ hơn. Mọi người có thể cân nhắc về tính năng này. Tính năng này gọi là sử dụng gọi là chống cháy thì được. Chứ còn nếu mà mọi người muốn dùng chuyên nghiệp thì mình khuyên là vẫn nên có cái phông xanh. Thì chúng ta khử nền nó sẽ có độ chi tiết cao hơn và thích hợp hơn. Cái phần tiếp theo là cái phần auto frame. Cái phần này thì giống như mọi người đã biết đây.
Đấy thì như mọi người nhìn ở trên màn hình đấy, nó là cái phần tập trung vào cái khuôn mặt của mình, nhưng mà vì ánh sáng điều kiện không tốt nên nó chưa nhận diện được rõ mà cái khuôn mặt. Mọi người có thể zoom vào đây, zoom vào đây là zoom cái khung hình camera của mọi người. Nếu mà để khung hình gốc cái này gần như là không thể sử dụng được cái tính năng này, bởi vì là nó không có cái để mà nó cắt đi rồi nó thêm thêm nếm gì cả. Thì tính năng này sẽ sử dụng tối ưu nhất khi mà mọi zoom cái khung hình lên một chút như thế này. Đấy, khi mà zoom lên như thế nó sẽ có đủ cái khung hình để nó có thể cắt đi, cắt xén đi. Và một điều mọi người luôn thấy là cái khung hình của mình luôn luôn có mặt. Tức nghĩa là nó luôn giúp cái mặt này của mình nó đặt ở chính giữa cái khung hình. Giả dụ mặt mình có thay đổi như thế này thì giống như kiểu chức năng gì mới của con camera, à quên, của con DJI hay là cái con gì mà Action Cam hay gì đấy. Nói chung là luôn để cái camera đấy theo dõi cái chuyển động của khuôn mặt thì phải. Đây, giả dụ nếu mình tăng hết cỡ này lên thì là mặt mình to nhất, nhưng mà nó cũng cái chất lượng hình ảnh nó cũng sẽ lại xấu đi, nó không được tốt. Nhưng mà bù lại thì khi mà mặt hơi cử động một cái thì camera nó sẽ đi theo cái chuyển động đó luôn, chứ không bị thời gian độ trễ gì cả. Nhưng mình thì mình vẫn không thích cái này lắm, bởi vì nó làm giảm độ chi tiết của mình đi, nên mình sẽ để nó tầm này thôi. Đó là phần auto frame, tức cái kiểu là cắt frame sao cho khuôn mặt luôn ở chính giữa. Nói chung là auto frame, giải thích nhiều nó cứ lằng nhằng ra thêm. Cái thứ tiếp theo là video noise removal. Cái này thì nó đang ở dạng beta, và ở đây nó cũng có cảnh báo rằng là cái effect này sử dụng một chút hiệu năng, nên bạn cần cần phải cẩn thận một chút khi mà sử dụng thêm nhiều ứng dụng khác nhau. Đấy, mọi người thấy trước và sau như nào? Ở đây thì có hai tùy chọn. Mình thì không giỏi lắm về cái phần nhìn noise này, thì không biết mọi người ở trên màn hình mọi người có thấy sự khác biệt giữa hai cái tùy chọn này hay không? Mọi người có thể bình luận bên dưới để mình biết với nhé. Tiếp theo thì trước khi sang phần tiếp theo, mọi người nhìn cái phần mắt mình này, mọi người có nhìn được mắt mình không? Mọi người chỉ nhìn được cái kính của mình thôi đúng không? Nhưng mà khi mình chọn cái tính năng là Air Contact, đấy, mọi người nhìn thấy mắt mình không? Thay vì nó bị gọi là phản xạ hình ảnh vào cái kính thì ở đây nó sẽ hiện được cái đôi mắt của mình nha. Không biết là đây là đôi mắt thật hay là do AI nó tạo ra thì mình cũng đếch biết nữa. Nhưng mà cũng giống như tính năng bên trên, nó đang là dạng thử nghiệm và cũng tiêu tốn những cái hiệu suất hiệu năng. Mọi người cũng nên chú ý khi sử dụng tính năng này. Không biết là trên RTX 40 series thì tính năng này nó đã hoàn thiện hay chưa? Mình nghĩ là chưa, nhưng mà không biết nó sẽ ăn nhiều hiệu suất hay không. Cái này thì mình chưa sử dụng. Và còn một hiệu ứng cuối cùng nữa thôi là mình sẽ review xong cái ứng dụng Nvidia Podcast này. Cái ở dưới là remote effect thì không nói rồi, xóa hiệu ứng đi. Cái vintage này thì thật ra nó giống như kiểu là mọi người tạo ra một cái viền viền giống như kiểu đôi mắt vậy. Nó như mọi người thấy ở trên mình preview trên màn hình đấy. Ngoài ra thì nó còn một cái tính năng là face tracking, tracking khuôn mặt. Mọi người nhìn thấy không? Nó nếu mà bỏ cái face này đi thì nó sẽ chỉ làm sao cho đứng giữa khung hình chuẩn nhất. Còn khi mà tích vào thì nó sẽ đi theo cái phần khuôn mặt của mọi người. Cũng giống như kiểu tính năng auto frame vậy. Còn nếu mà mọi người kéo cái này xuống thì cái cường độ ảnh hưởng nó sẽ ít đi, nó không ảnh hưởng nhiều nữa. Nó là độ gọi là điều chỉnh độ mạnh và độ yếu của effect khi mà áp dụng lên camera vậy. Tính năng này thì như mọi người thấy nó không phải là bản thử nghiệm mà nó là tính năng chính thức rồi, nên có thể sử dụng thoải mái, không lo về những cái vấn đề phát sinh nữa. Nhưng mọi người biết cái cuối cùng thì là remove effect, nó sẽ trở lại cái khung hình bình thường, không hề có cái gì cả. Như thế này nó hơi không hay đúng không? Ở trên mạng bây giờ do AI nhiều thì các ông cũng thích là bật cái hiệu ứng lên cho nó gọi là mờ mờ ảo ảo tí, cũng gọi là cho nó hay ho một tí, ví dụ như cái này chẳng hạn. Nhưng mà mình nghĩ cái phần mềm này thì mọi người vẫn thích nhất là cái phần xóa phông này là được sử dụng mình nghĩ là nhiều nhất. Còn cái auto frame cũng là cái vignette này này thì nó không có cái gọi là gì nhỉ, hiệu quả sử dụng nhiều, nó không áp dụng nhiều lắm. Bởi vì ví dụ như cái này bây giờ mình chỉ muốn là khuôn mặt thì đúng rồi, nhưng mà bây giờ mình muốn xóa này đằng sau đi thêm một chút nhìn nó hơi rõ quá. Nhưng mà điều này thì nó không biết là sẽ có cập nhật không, hay là cái tính năng này như thế là hoàn thiện rồi. Auto frame này thì thực ra mình không sử dụng nhiều đến việc quay chuyển động, nên việc sử dụng nó cũng ít thôi. Thế nên như mình đề cập ở trên, những cái tính năng sử dụng nhiều nhất là đầu tiên là làm mờ nền này, tiếp theo là thay đổi cái background. Background này là background được chọn sẵn, không biết có background mặc định ở trên phần mềm hay không, hay là có thư mục nào không mình chưa rõ. Đấy, và phần tiếp theo là remove background, nó sẽ có cái nền OBS như thế này, mình thấy cũng khá là hay. Chỉ sử dụng để quay màn hình thôi thì cũng đủ rồi, cần gì phải tốt đâu đúng không? Mình chỉ cần đủ dùng là được rồi. Trên đó thì cũng là cái phần mình review ứng dụng về Nvidia Podcast, cũng như là
ba cái tính năng của nó liên quan đến âm thanh, hình ảnh. Khi mà được Nvidia ứng dụng AI vào trong một số cái việc thường ngày, việc sử dụng nhiều. Quan điểm của các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về các cái tính năng này của ứng dụng? Nó đã hoạt động tốt chưa? Hay là còn điều gì cần cải thiện? Hãy cùng bình luận bên dưới, chúng ta thảo luận thêm về cái ứng dụng hay ho này của nhà Nvidia nhé các bạn. Nếu mọi người cảm thấy video của mình hay thì nhớ cho mình một like, một share, một subscribe và nhấn vào chiếc chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của mình. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha.